Hello, xin chào mọi người. Giờ này buổi chiều mọi người, nên là mình đang nấu đồ ăn để giúp xíu nữa ăn mọi người. Thì để mình quay lại video để cho mọi người cùng xem luôn nha. Thì ở đây mình có một tô đậu Hà Lan nha mọi người. Mình ngâm nước cho nó tan đá đi. Tại vì mấy cái đậu Hà Lan này á, là cái hàng đông lạnh á, nên là bỏ vô ngăn tủ lạnh. Giờ khi nào lấy ra ăn là đem ngâm nước rồi nấu. Còn cái này là ớt chuông mọi người, mình cắt ra trước rồi. Giờ mình sẽ cắt củ hành. Mình sẽ cho một ít dầu đây nha mọi người. Nhà mình ăn đơn giản mọi người ơi, nấu rất là nhanh luôn, đỡ tốn rất nhiều thời gian. Còn ở đây là thịt bò, mình sẽ xào cái thịt bò trong cái chảo. Còn cái nồi là mình sẽ xào rau củ đó mọi người. Cái rau này này lúc này mình cắt đó mọi người thấy rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ bỏ vô cái bí đỏ với lại cà rốt vô nha mọi người. Mình sẽ bỏ nó vô. Nguyên cái một cục thịt bò này mọi người, nó người ta xay sẵn rồi đó, nên là chỉ bỏ vô nấu thôi. Bây giờ mình sẽ dầm dầm ra cho nó tơi ra. Nguyên cái cục thịt này là 1 kg mọi người đó, dầm sơ sơ như thế này để cho nó chín. Này trộn lên. Giờ thì mình sẽ đảo nó lên nè mọi người. Mấy cái rau củ này nó chín hết rồi đó mọi người. Mình sẽ bỏ đậu Hà Lan vô nè. Cái đậu Hà Lan này mình nấu khoảng 3 phút thôi mọi người là nó chín rồi, nên là bỏ sau cùng. Cái miếng này nè mọi người, mình lấy ra để cho nó tan đá đó mọi người, để cho nó dẻo lại. Rồi lát nữa mình sẽ bỏ cái đồ ăn đó lên đây nướng thành một cái bánh đó mọi người. Thì bây giờ chắc mình chuẩn bị mở lò lên cho nó nóng trước, xong rồi lát nữa mình bỏ bánh vô để cho nó nóng rồi nó chín lẹ. Cái nồi này nãy giờ mình hầm nãy giờ rau củ nó cũng mềm sắp chín rồi đó mọi người ơi. Còn cái gói này nè, mình sẽ bỏ vô để cho nó cô đặc lại đó mọi người, với lại nó có gia vị rồi trong đây hết rồi á, nên là không cần nêm nếm gì nữa đó, bỏ cái này vô thôi. Có hai gói, mình sẽ bỏ trước một gói vô xem nó có đặc lại hay chưa. Nếu mà chưa thì mình sẽ bỏ tiếp cái gói thứ hai. Cái này thành phần của nó là gia vị đó mọi người, bột tiêu rồi hành rồi nói chung là tùm lum gia vị. Bỏ vô đây nó sẽ ra một cái hương vị đặc biệt của cái món ăn này nè. Giờ mình sẽ khui nó ra nha. Nó có một cái mùi thơm lạ lạ mọi người ơi.
Nóng quá nóng. Mùi thơm của mấy cái loại như thảo mộc vậy đi mọi người. Thảo mộc rồi gia vị rồi tùm lum trên đó đó. Nhiều bỏ hết gói luôn nha, một gói thì cũng nhiều lắm. Có một cái mùi thơm lạ lạ mọi người ơi. Thơm đặc biệt thì giống như cái món nacho xong trước á, cũng có một cái loại gói gia vị mà bỏ để cho nó ra cái món ăn đó đó mọi người. Nó cũng có mùi thơm. Bỏ ở đây nè, một lát nó sẽ hơi cô đặc lại, tại trong đây nó có bỏ bột bắp. Mọi người thấy cái chỗ này nó đậm đậm lên không nè. Đó là cái gói này đó. Cái món ăn này á, nó có nhiều rau củ nên là mình rất là thích cái món này luôn nè. Giờ mình sẽ làm một cái lọ nước uống mọi người. Nãy giờ nấu mệt quá rồi, nấu làm một ly nước này uống cho nó giải khát. Thì cái loại nước này là nó cũng có cồn mọi người, nhưng mà ít thôi. Đó, cho một ít gin vô nè. À, đây là cái loại nước này nè mọi người, nó là gin, gọi nó là gin. Nó cũng có cồn mọi người, nhưng mà uống nó y chang như là bảy ức vậy mọi người. Nhưng mà uống hồi là có khi xỉn luôn á nha. Rồi cái này là cái nước tonic water. Kiểu y chang như là nước uống có ga mà hơi có cồn, ngọt ngọt, nặng chanh vô sẽ làm cho cái nước này nó ngọt ngọt mọi người, như bảy ức gì đó. Không chồng, không làm, màu mè mọi người. Đó, bây giờ sẽ nặng chanh vô. Cái nước này đó mọi người, nếu như mà mình càng nặng chanh càng nhiều vô nó càng ngọt mọi người. Chanh ngổ ha, chanh thì nó chua. Đó, thank you. Đây mọi người ơi, mọi người thấy nó sủi bọt lên không nè. Thật ra cái miếng chanh này bỏ vô đây rồi nha mọi người, cho nó màu mè trong đây nè. Đó. Uống nó y chang như là, không phải y chang như là bảy ức, mà là nó có ga giống như bảy ức mọi người. Nhưng mà nó cũng có một chút cồn ở trong đây. Có chanh nó sẽ làm cho nó ngọt ngọt. Nên là mới đầu uống là thấy ngon lắm mọi người. Nhưng mà uống một ly này là, nếu mà ai mà không uống thứ uống có cồn giỏi á, uống ly này chắc là cũng hơi hơi xỉn luôn á nha. Nhưng mà nó không có mạnh như là rượu hay là gì đâu. Y chang như là một loại thức uống giải trí gì đó mọi người. Lâu lâu mình cũng uống. À, giờ tiếp tục xem cái nồi này nha mọi người. Nhìn ngon quá nè, nó đậm đặc lại nè. Cái gói này không, mình bỏ một gói vô thôi, không cần nêm nếm bất kỳ loại muối hay đường, bột ngọt, hạt nêm gì hết đó mọi người ơi. Chỉ cần một cái gói gia vị này thôi là nó đủ ngon rồi nè. Giờ mình sẽ tắt tiếp đi, chín nè. Rất là béo luôn nè. Thịt bò này nó có khoảng 90% là nạc, 10% là mỡ mọi người. Nên là ăn nó cũng béo béo. Miếng này mọi người xem bây giờ nó dẻo ra rồi nè. Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ nó lên đây và mình sẽ bỏ múc cái đồ ăn nó lên. Lò thì nãy giờ mình mở chắc cũng được 10-15 phút rồi đó mọi người. Giờ mình sẽ bỏ vô nè. Đó. Rồi vậy thôi. Thấy cái món này nấu cũng lẹ ghê không? Chỉ cần bỏ vô xào xong rồi bỏ ra hai cái miếng bánh, xong rồi đem nướng, xong rồi chờ đợi ăn thôi mọi người. Rất là nhanh nhưng mà ăn cũng rất là ngon luôn. Thời gian chờ đợi. Đó, nấu một nồi thế này nè mọi người, khi nào đói bụng lấy ra ăn. Ăn chắc được chắc 3 lần quá mọi người ơi. Chín rồi nè mọi người, nhìn nó đẹp hấp dẫn chưa. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra làm đôi cho mọi người nhìn phía bên trong. Nóng hổi luôn mọi người ơi.
Bên ngoài thì giòn, bên trong thì mềm nha mọi người. Giờ mình sẽ ăn đây mọi người ơi. Giòn kháy luôn nè. Cái bánh này mọi người nó có nhiều rau củ á nên là ăn ngon. Bò thì béo mềm. Nếu mà không làm bánh như thế này á mọi người, có thể ăn với cơm cũng ngon. Nóng hổi luôn, bốc khói luôn. Francisco. Yeah. You know this town? Yeah, sure. Oh well. Cái bánh này nó giòn á, ăn y chang như là cái vỏ bánh mì mọi người. Thơm thơm và giòn giòn y chang như cái vỏ bánh mì luôn vậy đó. Vừa nấu xong nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Trong siêu thị đó, nó bán mấy cái đồ rau củ thịt đồ mọi người, tất cả các thứ đều được làm sạch hết rồi, nên là về nhà mình chỉ cần bỏ ra về nấu thôi. Nó cắt sẵn rồi, nhiều khi rau rửa sẵn luôn rồi đó mọi người, không cần làm gì nhiều hết, mình bỏ vô nấu thôi nên rất là lẹ. Nên là mình cũng xi nấu lắm, đỡ mất công cái bước làm rồi lặt rồi rửa lâu. Cái bột mà nấu cái này lúc nãy mình bỏ nè, y chang như là trong mấy cái bánh mà hôm trước mình có quay video chuyển từ bang Queensland về đây á, trong cái bánh đó, nó bỏ cái bột này nè nên là ăn nó sệt sệt mọi người. Yeah.
nhi một gói này vô thôi mà nó rất vừa ăn luôn, mà nó có cái mùi thơm, không có nghe cái mùi bò nữa mà nghe cái mùi ba cái loại thảo mộc rau củ gì của trong cái gói này nè, nó thơm. Bỏ tương ớt thì nó cay, mười với ớt lúc nãy sắc mấy trái nên là nó cũng có cái vị cay đó. Anyone?
Anything else you want to ask? How do you know? How do you know? Know what? Perfect. How did you do that? Very nice. How did you know that I would spill that coffee? What's supposed to be? Video của mình đến đây kết thúc nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nha. Thì nếu thích các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha mọi người. Bye và hẹn gặp lại vào video kế tiếp.